Mèo tiên tri các dự đoán bất ngờ về trận Bồ Đào Nha và Cộng hòa Czech. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Czech tại bảng F vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 19 tháng 6. Sau khi dự đoán chính xác kết quả các trận đấu vừa qua tại Euro 2024 như Đức gặp Scotland, Tây Ban Nha gặp Croatia, Albania gặp Italia, Ba Lan gặp Hà Lan, Serbia gặp Anh, Bỉ gặp Slovakia, Áo gặp Pháp và chỉ sai có 3 trận là Hungary gặp Thụy Sĩ, Slovenia gặp Đan Mạch, Romania gặp Ukraine. Mới đây, chú mèo tiên tri Cax cũng đã đưa ra lựa chọn của mình trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Czech vào lúc 2 giờ ngày 19 tháng 6 giờ Hà Nội. Cụ thể, chú mèo tiên tri đã quyết định lựa chọn để thức ăn phía dưới lá cờ quốc kỳ của đội Cộng hòa Czech. Điều này cho thấy mèo Cax nghiêng về khả năng Cộng hòa Czech sẽ có được chiến thắng. Đây là một dự đoán khá bất ngờ, bởi giới chuyên môn đánh giá đội tuyển Bồ Đào Nha cao hơn. Chú mèo Cax từng thu hút sự chú ý với khả năng dự đoán ấn tượng tại Euro 2020 và World Cup 2022. Mặc dù dự đoán của mèo Cax chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng đây cũng là một điểm nhấn thú vị và thu hút sự chú ý của người hâm mộ trước mỗi trận đấu. Cùng chờ đợi kết quả của trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Czech để xem liệu mèo Cax có tiếp tục đưa ra dự đoán chính xác hay không. Lịch sử đối đầu. Trong 5 lần đối đầu trong quá khứ, Bồ Đào Nha thắng 4, thua 1. Gần đây nhất, Bồ Đào Nha thắng Cộng hòa Czech cả 2 trận lượt đi và về tại UEFA Nations League 2022-2023. Đội hình dự kiến: Bồ Đào Nha, Costa, Cancelo, Pepe, Diaz, Mendes, Fernandes, Palinha, Di, Neves, B, Silva, Ronaldo, Liu. Cộng hòa Czech: Sten, Vitic, Holmes, Hranac, Kufan, Saucet, Provost, Burak, D, Juracek, Sik, Chi Tiên.